Dạ vâng, lại xin chào toàn thể các anh em làm thợ bẫy chim đêm. Thì như anh em cũng biết đấy, chuẩn bị vào đến cái vụ bẫy chim đêm của tháng 3 âm lịch năm 2021 rồi. Thì trong một cái video của ngày hôm nay, shop bên em lại xin tổng hợp tới anh em về những cái mẫu âm ly mà cơ sở bên em đang bán ở trên thị trường. Thì đi chi tiết về từng cái mẫu âm ly bẫy chim đêm để cho anh em cùng tham khảo này. Đầu tiên thì là về cái con âm ly Son 288. Thì đây là cái con âm ly 288 này anh em này. Đối với con âm ly này thì được anh em sử dụng ưa chuộng rất là nhiều trong những cái năm vừa rồi. Đấy, ví dụ như là năm 2020 này, để cái hàng này liên tục là bị cháy hàng. Thì về con âm ly này thì nó chỉ chạy được qua bình ắc quy thôi. Đấy, nhưng cái tiện lợi của nó là cái thứ nhất là công suất của nó rất là lớn. Cái thứ hai nữa là cái độ bền của nó khi anh em sử dụng nó cực kỳ là bền luôn. Về cái con âm ly này thì khi anh em mua hàng thì những cái phụ kiện anh em được tặng kèm. Đấy, ví dụ như là cái đầu đọc thẻ này, đấy, cái điều khiển thì ở bên cơ sở là đều gửi tặng cho anh em. Còn về cái con âm ly đây anh em này. Về âm ly đây thì vỏ ngoài của nó thì được làm bằng hợp kim nhôm. Đấy, nó tích hợp hai cái chức năng rất là tốt. Cái thứ nhất nó rất là nhẹ khi anh em sử dụng. Và cái thứ hai nữa là cái tính năng chịu nhiệt của nó rất là cao anh em nhé. Về con âm ly này thì về cách thức sử dụng của nó thì cực kỳ là đơn giản thôi. Đấy, những cái phím ở bên trên đây thì nó có nút qua bài, trở lại, tạm dừng, chạy lặp lại một bài. Để nó làm hết ở trên cái thân âm ly rồi. Đấy, và cái thứ hai nữa là những cái nút chỉnh ở bên dưới đây. Đấy, nó có nút chỉnh bát, chỉnh check, đấy, chỉnh to nhỏ, đấy, hoặc là tắt đi, mở. Thì ở đây, đây là cái nút chỉnh to nhỏ anh em nhé. Còn về tất cả những cái phím đây thì đều mặt chữ của nó bằng tiếng Anh hết rồi. Đấy, khi anh em mua về thì sử dụng cũng rất là dễ dàng anh em nhé. Còn về đây là cái khe cắm đầu đọc thẻ này. Cái đầu đọc thẻ thì bên cơ sở là khi anh em mua là bên em sẽ tặng cho anh em. Đấy, anh em yên tâm là về anh em chỉ sử dụng cái thẻ nhớ anh em cắm vào là anh em sử dụng thôi. Hoặc là cái dưới đây thì đối với anh em nào có cái áo đọc thẻ, đấy, anh em cắm trực tiếp cái áo đọc thẻ vào là ok sử dụng được thôi. Còn về phía đằng sau đây thì nó sẽ có hai cái cổng nguồn chính để chạy ra hai loa. Đấy, đối với anh em mà tải 4 đến 5 loa thì anh em có thể là thiết kế thêm một cái dây điện, anh em đấu chữ T ra thì nó sẽ kéo được ra những cái loa khác. Còn về cái phía đằng sau đây là cái củ nguồn để chạy ra bình ắc quy 12V này. Đấy, con này được cái là nó sẽ không chạy được qua điện lưới 220V nhé. Thế anh em mua về thì anh em phải sử dụng sắm cho mình một cái bình. Ví dụ như là bình ắc quy xe máy hoặc là xe đạp điện thì anh em có thể là sử dụng đánh trực tiếp được. Đối với cái bình ắc quy xe đạp điện ấy thì anh em có thể là sử dụng đánh thông một đêm, thậm chí còn hai đêm nếu mà bình mới. Còn tiếp theo thì giới thiệu tới anh em là về con âm ly 263 này. Về con 263 này thì về cách thức sử dụng của nó thì nó rất là đơn giản. Dòng 263 này thì nó sẽ có hai loại, một loại là mặt đen và một loại là vỏ xanh. Đấy, chất lượng của nó thì đều như nhau anh em nhé. Đấy, khi anh em mua hàng thì yên tâm. Đấy, tất cả về cái mặt đen hoặc mặt xanh thì bên cơ sở là đều test trực tiếp theo lô rồi. Đấy, độ bền của nó ngon hoặc là chất lượng âm thanh của nó chuẩn thì bên cơ sở mới bán cho anh em. Còn nếu mà cái hàng không đảm bảo chất lượng thì bên cơ sở sẽ không bán cho anh em. Về cái mặt đen này thì chất lượng của nó thì nó cũng như cái mặt xanh thôi. Đấy, về từ công suất của nó cũng là 300W này. Về cách thức sử dụng của nó thì nó cũng như là cái mặt xanh thôi. Đấy, nó chả khác nhau cái gì, nó khác nhau mỗi cái mặt thôi anh em nhé. Còn về phía đằng sau đây thì nó có cái dây nguồn để chạy qua điện lưới này. Đấy, con này thì nó chạy được cả qua điện lưới 220V cũng như là chạy được qua bình ắc quy 12V. Đấy, về phía đằng trước đây thì nó sẽ có một cái nút to ở giữa để anh em chỉnh âm lượng này. Đấy, chỉnh bass, chỉnh jack này, chỉnh theo tiếng chim. Hoặc là con này thì chạy qua điện lưới thì anh em có thể là hát karaoke được. Thì anh em có thể là sử dụng cắm. Đây nó có hai cái lỗ mic để anh em cắm trực tiếp mic vào đây để anh em hát. Và đây là chỉnh volume. Ở đây là đầu đọc thẻ và dưới là áo đọc thẻ anh em nhé. Ở bên trên nó cũng có nút qua bài, trở lại, tạm dừng, chạy lặp lại một bài. Đấy, nó cũng như là những cái mẫu âm ly khác thôi. Còn về phía đằng sau đây thì anh em có thể thấy nó sẽ cũng có hai cái củ nguồn chính để chạy ra loa. Để chạy ra hai cái loa. Đấy anh em à. Về anh em đấu trực tiếp này anh em có thể sử dụng được. Và đây là cái củ đấu bình 12V. Còn về hai con âm ly này thì giá cả của nó thì nó chênh nhau là 50.000. Đấy, tương đồng là chênh nhau là 50.000 thôi. Anh em nào thích cái hàng nào thì liên hệ trực tiếp cho bên em thì bên em sẽ đóng hàng gửi hàng cho anh em. Đấy, cũng vào mùa bẫy chim đêm rồi. Còn anh em nào thiếu bộ đồ bẫy chim đêm cho mình hoặc là anh em muốn cải tiến bộ ngon hơn thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp cho bên shop. Đấy, bên em sẽ có chuyên gia tư vấn kỹ lưỡng cho anh em là về sử dụng bộ đồ nào đánh cái con chim gì. Đấy, còn một video ngắn thì xin hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.